Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tùng. Thì trong video này, mình muốn chia sẻ với anh em một cái điều. Đó là hầu hết anh em đang chạy quảng cáo gặp khó khăn hoặc chạy quảng cáo không ra đơn. Thì anh em luôn luôn đi tìm một cái giải pháp. Nhưng mà cái giải pháp anh em đang đi tìm ấy, thì chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Nó giống như cái việc nếu như một cầu thủ bóng đá ở trên sân có xảy ra va chạm và bị đau thì ngay lập tức nhân viên y tế chạy tới và có thể xịt cho họ cái lọ làm lạnh để giảm bớt cơn đau. Đấy là với những cái vấn đề thông thường nhỏ bé thì có thể làm vậy được. Nhưng khi chúng ta gặp những cái chấn thương nó lớn hơn, hay nói cách khác là khi chúng ta đã chọn sai ngay từ đầu, chúng ta đã làm sai ngay từ đầu, thì quảng cáo của chúng ta có cố lăn chỉnh, có sửa như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ không hiệu quả. Và hầu hết cái biểu hiện ở đây mà anh em đang gặp cái tình trạng này là mọi người sẽ đi hỏi target. Em bán giày thể thao target gì? Em bán thời trang nữ target gì? Em bán đồ trung niên target gì? Đó là những cái câu hỏi mà anh em đang đi tìm cái đáp án, cái giải pháp cho cái đáp án tạm thời. Thì khi mà anh em hỏi như vậy, vì nó là một cái câu hỏi mang cái tính tạm thời, cho nên là có thể người ta cho anh em một cái target nào đó, thì thời điểm hiện tại anh em áp dụng vào nó hiệu quả, nó có sự hiệu quả, nhưng về lâu về dài thì nó lại không. Vậy làm thế nào để có thể chấm dứt được tình trạng này? Làm thế nào để có thể chạy quảng cáo hiệu quả, ổn định, đều đặn, lượng khách hàng tiềm năng đến với chúng ta mỗi ngày, và chúng ta có thể tối ưu được bài toán về chi phí? Thì keyword ở đây đó là anh em phải có một cái quy trình làm quảng cáo hoàn chỉnh. Quy trình này nó gồm nhiều bước, từ khâu chọn sản phẩm. Chúng ta chọn sản phẩm ra làm sao để chúng ta kinh doanh online, để chúng ta bán hàng. Sản phẩm ở đây không cần phải là sản phẩm tốt nhất, không cần phải là sản phẩm có nhiều lợi nhuận nhất, mà nó phải là sản phẩm phù hợp nhất với chúng ta. Nó phù hợp với đam mê của mình, nó phù hợp với tính cách của mình, nó phù hợp với nguồn lực tài chính của mình, và nó phải dễ làm với mình. Và khi làm nó, mình dễ đạt được kết quả ngay lập tức. Nó giống như cái việc cầu thủ đá bóng thì hãy đi đá bóng, cầu thủ bóng rổ thì hãy đi chơi bóng rổ, chứ không thể nào một người chơi đá bóng chạy sang chơi bóng rổ được, đúng không nào? Vậy trong kinh doanh anh em cũng cần phải lựa chọn được một sản phẩm phù hợp với mình. Như vậy, cái thứ hai, khi nữa có quy trình để lựa chọn sản phẩm rồi thì mình cần phải có quy trình để làm marketing. Thì marketing nó rất là rộng, thì ở trong video này mình sẽ gói gọn nó lại trong cái khâu quảng cáo thôi. Quảng cáo trên Facebook, quảng cáo trên TikTok, quảng cáo trên Google. Thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải có quy trình để tạo ra một bài quảng cáo thu hút người dùng, chuyển đổi cao và dễ dàng scale up. Đó là quy trình mà chúng ta sẽ tạo ra bài quảng cáo mà mình hay gọi là bài quảng cáo win. Cái tiếp theo nữa là sau khi chúng ta đã có sản phẩm, có bài quảng cáo, thì việc tiếp theo chúng ta cần là chúng ta cần phải chạy quảng cáo cho đúng đối tượng khách hàng. Và thế nào là chạy quảng cáo cho đúng đối tượng khách hàng? Thì chỉ có một keyword duy nhất thôi, không phải là target, mà đó là gì ạ? Đó là chúng ta chạy quảng cáo cho những người sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm và dịch vụ của ta, chứ không chạy quảng cáo cho những người không quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của mình. Thì đấy là cách chạy quảng cáo chuẩn nhất, đúng nhất. Cái điều tiếp theo nữa là khi chúng ta đã nhắm đến đối tượng mục tiêu chuẩn rồi, chạy đến đối tượng khách hàng có nhu cầu cao rồi, thì chúng ta cần phải có một cái gọi là chốt sale, quy trình chốt sale. Chúng ta phải chốt sale ra làm sao để chuyển đổi được khách hàng tiềm năng trở thành người mua hàng của chúng ta, trở thành khách hàng của chúng ta. Thì như vậy bài như vậy cái công việc làm quảng cáo, cái hành trình làm quảng cáo, cái quy trình làm quảng cáo của chúng ta nó mới chiếm được khoảng 3 phần 4 thành công mà thôi. Thì nó đâu đó khoảng 70 đến 80%. Còn lại 20% còn lại thì nó nằm ở đâu ạ? Nó nằm ở khâu chúng ta đo lường và chúng ta scale up nó lên. Chúng ta phải biết rằng là một ngày, một tháng chúng ta chi ra bao nhiêu tiền quảng cáo, chúng ta tiếp cận được bao nhiêu khách hàng tiềm năng, chúng ta mang về được bao nhiêu đơn hàng, chúng ta bán được bao nhiêu doanh thu, và chi phí
doanh thu trừ đi chi phí còn lợi nhuận hay không, thì chúng ta còn một bước nữa, đó là bước đo lường và tối ưu. Đó, thì cái việc đo lường là chúng ta phải biết đọc chỉ số quảng cáo. Đọc chỉ số quảng cáo ở đây đọc thế nào cho nó đúng thì nó phải phụ thuộc vào bài toán tài chính của chúng ta. Tức là sao? Mình có thể lấy ví dụ một cách dễ hiểu. Đó là nếu như chúng ta bán một cái sản phẩm trị giá 100.000, nó là doanh thu. Chi phí chúng ta mua vào, nhập vào nó là khoảng 30.000, thì chúng ta có 70.000 tiền lợi nhuận. Và 70.000 lợi nhuận này chúng ta trừ đi chi phí quảng cáo, trừ đi chi phí vận hành, everything, mọi các chi phí khác, nếu như chúng ta vẫn có lời thì tức lúc đó chúng ta đang chạy quảng cáo hiệu quả. Mình lấy ví dụ là chi phí quảng cáo cho một đơn hàng nó chiếm khoảng 50.000 đi, thì hay tổng chi phí đi, trừ tất tật đi, nó là 50.000, thì lúc này mình còn lời 20.000, phải không nào? Thì trong 50.000 này nó có khoảng đâu đó 30 đến 40.000 là tiền quảng cáo để ra một đơn hàng. Và khi chúng ta chạy quảng cáo làm sao đấy mà cái số tiền nó cứ tiêu 30.000, nó cứ tiêu 40.000 là chúng ta lại chốt được một đơn. Thì như vậy chúng ta có thể đốt cho quảng cáo thoải mái luôn. Đúng không nào? Và đấy là cái bài toán. Đấy là cái mà chúng ta suy nghĩ thôi. Đấy là lý thuyết thôi. Nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế chúng ta sẽ gặp những rào cản. Chúng ta sẽ gặp những khó khăn. Bởi vì sao? Bởi vì thuật toán của nền tảng sẽ không cho chúng ta nhân như vậy, mà chúng ta làm sao đấy để chúng ta biết được, chúng ta hiểu thuật toán và chúng ta biết được là khi nào nền tảng cho chúng ta chạm đỉnh. Tức là chúng ta chi 10 triệu đồng tiền quảng cáo nó cũng giống như việc chúng ta chi 50 triệu tiền quảng cáo, thì đấy gọi là chạm đỉnh của cái bài quảng cáo, của cái sản phẩm, của cái chiến dịch đó. Vậy nên phần đo lường, phần tối ưu này là vô cùng quan trọng. Nó sẽ giúp cho các bạn phát triển được công việc của mình một cách ổn định, một cách hiệu quả. Khi các bạn có tiền chạy quảng cáo đều đặn thường xuyên và các bạn chạy quảng cáo có nhiều lợi nhuận hơn, thì ở đây cái phần đo lường này, phần tối ưu này nó sẽ gắn liền với cái bài toán tài chính rất là nhiều. Thì trên đây đó chính là những thứ, những quy trình theo từng bước một để giúp cho các bạn làm quảng cáo hiệu quả, lâu dài và ổn định, chứ không phải chỉ có mỗi hỏi target như thế nào các bạn nha. Muốn chạy quảng cáo hiệu quả các bạn phải có quy trình gồm nhiều bước trên, mỗi một bước lại có những quy trình riêng. Chọn sản phẩm, nhắc lại này, quy trình chọn sản phẩm, quy trình tạo bài quảng cáo win, quy trình chạy quảng cáo đúng đối tượng, quy trình chốt sale, quy trình đo lường và tối ưu, 5 bước như vậy. Thì khi các bạn có một bộ quy trình hoàn chỉnh đầy đủ cả 5 bước thì tôi tin chắc chắn rằng bạn chạy mặt hàng nào cũng thắng, bạn chạy kiểu gì cũng thắng, và chắc chắn đối thủ của bạn chạy theo bạn sẽ chết, mà bạn luôn luôn phát triển. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ này. Nếu như bạn thấy video này hay và có ích cho bạn, hãy cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.